Rồi Peter không có đi làm trễ, anh ấy đi làm lâu lắm rồi, chỉ là mới vừa đi vệ sinh mà thôi à. Chào buổi sáng đại tiểu thư, tôi vừa mới đi nhà vệ sinh xong. Đi vệ sinh mà đi tới hụt hơi thở dữ vậy. Đúng là anh không phải vừa mới tới làm sao? Tôi lụm được túi đi làm của anh ở ngoài cửa nè. Cái túi đi làm này bị mất mấy tháng nay rồi, cảm ơn. Mày lập tức cởi áo khoác của anh ta ra. Xưa giờ hệ thống điều hòa của Tiếp Lâm chúng ta đều duy trì ở 23 tới 25 độ. Nếu như anh đúng thật là đi làm đúng như thì thân thể anh không thể nào ra mồ hôi. Nhất định anh vừa mới chạy tới đây. Anh lập tức giơ hai tay lên cho tôi xem nách của anh. Giơ lên. Thật sự có mồ hôi đó đại tiểu thư. Tôi giải thích là vì tôi thấy vẻ đẹp của cô cho nên mới tốt mồ hôi. Một thư cảnh cáo. Lưu Đức Hoa, anh bao che cấp trên. Một thư cảnh cáo. Tôi cũng bị hả? Kiểm tra đột xuất. Các người có lười biến trốn gì hay không? Không. Sao lại vậy chứ? Cầm điện thoại trên tay còn nói không có. Lâm Cảnh Phong, một thư cảnh cáo. Quy Thục Minh, giờ làm việc ngủ gật. Tôi đâu có đâu. Vết đỏ của anh trên trán thể hiện anh đã cúi đầu xuống bàn hơn 10 phút có. Anh Tiến, tôi thật sự không có. Vết đỏ trên má anh là vì anh gục mặt xuống bàn bị cây viết đè trúng mà ra. Anh Tiến, Quy Thục Minh, mỗi người một thư cảnh cáo. Sao hả? Không phục với phán quyết của tôi sao? Sao được chứ, sao được chứ, đại tiểu thư anh Minh. Thì là gì? Đại tiểu thư bộ phận tầm bảo đồ của chúng tôi tối hôm qua làm việc tăng ca tới khuya cho nên mới buồn ngủ thôi. Cao Bách Phi, cô nói dối. Tôi không cần kiểm tra hệ thống quan sát. Tôi cũng biết hôm qua nhóm mấy người tan làm đúng giờ. Cô nói thôi sao? Bởi vì tay của mấy người chính là bằng chứng. May, giúp tôi kéo tay của Hùng Thụ Nhân ra. Đừng. Vừa bước vào đây là ngửi thấy mùi ớt cây nồng. Nhìn thêm các ngón tay của mấy người, toàn bộ đều chưa rửa tay sạch sẽ, còn màu đỏ dính trên đó. Tôi biết có một tiệm ớt xào cua vừa mới mở gần công ty. Tối hôm qua sau khi tan làm chắc chắn mấy người hẹn nhau qua đó ăn chứ gì. Tôi xin lỗi. Lại để tôi đoán trúng rồi. Thả bom mùi ớt xào cua. Cao Bách Phi, Hùng Nhược Thủy, Hùng Thụ Nhân, mỗi người một thư cảnh cáo. Toàn bộ giơ tay lên hết, không được động đậy. Helen May, thời gian công việc mà coi mấy cái này. Vậy là gì? Họ hâm mộ đại tiểu thư đó. Để là mở ra coi thử coi. Nhưng ai ngờ càng coi càng không rời mắt được. Tôi là người này sao? Tôi từng mặc những bộ này sao? Hai người coi chân dung, một người coi hoạt hình. CPU, mau, laptop, mỗi người một thư cảnh cáo. Trời lão Du, thân là cấp trên, bao che cấp dưới. Một thư cảnh cáo.